Thưa quý vị, cứ đến mùa mưa lũ hoặc mỗi khi Đà Nẵng có mưa lớn kéo dài thì tuyến đường Hà Huy Tập đoạn trước trường tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ, quận Thanh Khê lại bị chìm sâu trong biển nước. Người dân trong khu vực rất bức xúc vì việc đi lại bị ách tắc, đời sống sinh hoạt bị ảnh hưởng nghiêm trọng do phải sống chung với nước ngập lụt. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đây là hình ảnh ngập lụt tại đường Hà Huy Tập, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, đoạn ngay trước trường tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ. Tình trạng này thường xuyên diễn ra mỗi khi Đà Nẵng vào mùa mưa bão. Cũng như nhiều người dân khác tại khu vực, ông Ngô Tấn Mật cảm thấy ngao ngán và bức xúc vì 20 năm qua luôn chịu cảnh ngập lụt khi Đà Nẵng có mưa lớn, nước dưới cống tràn lên đổ vào nhà dân. Và dân ở đây là rất khó khăn, rất khổ vì lý do là nước ngập vào nhà, rồi xe chạy qua rồi đẩy nước lên cao cả mét, dẫn đến là tung cửa, đập bỡ cửa kính rồi cửa sắt, tức là dân ở đây luôn luôn phải chịu cực chịu khổ khó khăn trong những lúc mà mưa lớn mà liên tục từ năm 2001 đến bây giờ, năm nào cũng có ngập lụt mà có năm là lên tới cả một mét. Theo tìm hiểu, người dân tại khu vực cho biết cái nghịch lý của cái đoạn đường đấy là vì nó cách cái hồ của 200 mét thôi. Cái hồ được đấy gọi là cái hồ điều tiết Xuân Hòa A. Cái chức năng của cái hồ này là điều tiết mùa mưa ngập để mà giải quyết cái thoát nước. Nhưng mà vì cái hồ nó là nó sát sân bay, cho nên khi mà mưa là nước trong sân bay tràn ra và đầy cái hồ này. Và cái đoạn đường đấy nó võng và nước lúc nào bị ngập khoảng 1 mét, thấp nhất tệ nhất cũng phải là 5 tấc, cho nên cái việc mà đi lại là rất là cực. Đường Hòa Huy Tập là tuyến đường huyết mạch với lưu lượng người và phương tiện giao thông qua lại khá nhiều mỗi ngày. Vì vậy, tình trạng ngập lụt tại khu vực này đã ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của người dân. Và đặc biệt, điểm ngập úng sâu nhất nằm ngay tại trường tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ. Điều này đã làm cho các em học sinh đến trường rất khó khăn mỗi khi đến mùa mưa lũ. Cái bức xúc mà cái tồi nhất là các cháu ở trường tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ, cái điểm ngập này là nó nằm ngay cổng trường. Mỗi mùa mưa bão là từ tháng 9 lúc khai giảng xong là tháng 10, tháng 11 âm lịch ấy, thì là cái mùa mưa mà năm nào cũng thế. Nhưng mà cứ mưa cứ kéo dài ngay là có gì là hôm sau là học sinh đâu còn nghỉ học được. Các cháu đi là nhiều khi phải bú lên bờ tường á, rất là nguy hiểm. Đã 20 năm qua, người dân tại khu vực quá mệt mỏi và bức xúc khi phải gánh chịu tình trạng này. Vì vậy, bà con rất mong mỏi các cấp chính quyền thành phố quan tâm xử lý dứt điểm tình trạng này để người dân thoát cảnh sống chung với nước mùa mưa lũ. Rất mong là thành phố là quan tâm thông mở thêm nhiều cái cống, mà đặc biệt là mở đường cống ở đường Hà Huy Tập qua Điện Biên Phủ và ra Nguyễn Tất Thành, là để giải quyết cái lượng nước lớn từ sân bay đổ ra, là lúc đó thì mới giải quyết được cái việc nước ngập, nhân dân ở đây mới sống an vui được. Được biết, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành nghị quyết số 307 ngày 8 tháng 7 năm 2020, quyết định chủ trương đầu tư nguồn vốn đối với dự án cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước mưa trên địa bàn quận Thanh Khê. Trong đó có hạng mục xử lý ngập úng khu vực trước trường Huỳnh Ngọc Huệ trên đường Hà Huy Tập. Vì vậy, người dân tại khu vực này hy vọng mùa mưa lũ năm nay sẽ là lần cuối cùng họ gánh chịu cảnh sống chung với nước.